Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Crypto Jam. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn một cái đồng coin tiềm năng mới, đó chính là đồng Plus Token. Đây là một đồng coin về mảng DeFi Oracle nằm trên hệ sinh thái của Near. Như các bạn có biết thì vài ngày vừa qua thì đồng Near đã có một sự tăng trưởng khá là đột biến. Đây là một cái dấu hiệu cho thấy được rằng dòng tiền có thể sắp đổ vào hệ sinh thái của Near. Thì nó sẽ đổ từ cái con coi chủ trước là Near trước, sau đó sẽ tới những cái con chủ chốt trong hệ sinh thái của Near. Và DeFi chính là một trong lĩnh vực mà dòng tiền sẽ được đổ nhiều nhất. Thì một trong những cái lĩnh vực quan trọng nhất trong DeFi, hay còn gọi là xương sống của DeFi, là Oracle. Và con Plus Token này là một cái đồng coi làm về Oracle trên đầu tiên ở trên hệ sinh thái của Near. Thì đây là cái TVL của cái Near Rainbow Bridge. Nó đã đạt hơn 1,5 tỷ đô la và tăng hơn 2 lần chỉ trong vòng 7 ngày vừa qua. Thì đây là một cái dấu hiệu cho thấy được rằng là tài sản, là dòng tiền đã sắp đổ vào hệ sinh thái của Near rồi. Cho nên là cái đồng Near, cái đồng chủ chốt sẽ bay trước và sau đó sẽ đến những đồng coin chủ lực của hệ sinh thái của Near. Thì cho nên là mình mới chia sẻ với các bạn về cái đồng Plus Token này. Thì sắp tới sẽ có thêm một cái video nữa về một cái sàn AMM Desk của con Near nữa, mình sẽ chia sẻ sau. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói sơ qua về cái con Oracle Plus. Thì Plus Protocol là một cái giao thức Oracle giúp đưa các dữ liệu up-chain lên on-chain để cung cấp các data cho ứng dụng Index, truy vấn và xác minh dữ liệu, hoặc là cung cấp thẳng lên các DApp để sử dụng. Hiện tại thì Plus Protocol đã và đang cung cấp dữ liệu cho hơn 10 dự án, trong đó thì có hai cái DApp nổi bật trên Near là StakeGG và Bush Redemption Market. Tiếp theo là cái điểm nổi bật của con Plus này. Thì đầu tiên, cái đặc điểm thứ nhất là Plus là một cái blockchain agnostic. Thì Plus tôi đang xây dựng cái data player cho các ứng dụng phi tập trung bằng cách là blockchain agnostic. Thì cái blockchain agnostic này á, nó có nghĩa là không phân biệt chain, là không phân biệt chain, tức là mọi cái chain chạy trên Plus Protocol sẽ không có cái chain nào ưu tiên hơn chain nào cả. Điều này nó tạo ra một cái môi trường độc lập bình đẳng cho các chain, tránh cái sự tắc nghẽn. Thì đó là cái thuật ngữ blockchain agnostic. Nó mang lại cho các cái nhà phát triển cái sự linh hoạt để tận dụng cái Oracle Architecture. Thì cái Oracle Architecture này một tí nữa mình sẽ nói ở phần sau. Just let các cái blockchain khác nhau mà không cần thêm cái chi phí cơ sở hạ tầng nào cả. Thì Plus nó được viết bằng cái ngôn ngữ CRUD và sẽ được triển khai trên Near và Solana. Đến cuối năm 2021 là Plus nó đã triển khai cái EVM trên Aurora rồi các bạn. Và cái đặc điểm thứ hai là Oracle Aggregator. Thì cái Plus này là một cái Oracle Aggregator, nó được tăng cường lớp bảo mật cho cái nguồn cấp dữ liệu, cho phép khách hàng tận dụng cái lợi thế của một cơ sở hạ tầng duy nhất, bất kể là họ đang hoạt động với blockchain nào, và tổng hợp dữ liệu từ các Oracle khác nhau mà không bị mất thêm bất kỳ một cái chi phí nào cả. Và cái đặc điểm thứ ba là Gamify. Thì Plus Oracle là một cái Oracle phi tập trung đầu tiên cung cấp cái dịch vụ đảm bảo cái tính kinh tế cho tất cả các yêu cầu dữ liệu. Thì Plus cho phép các cái smart contract tương tác với các sự kiện và dữ liệu trong thế giới thực, đồng thời sẽ đảm bảo được rằng là cái người yêu cầu sẽ không bao giờ tiếp xúc với dữ liệu không chính xác, báo cáo sai về cái sự kiện đó. Thì mọi người có thể tham khảo qua cái bản so sánh về các cái dự án Oracle với nhau. Thì chúng ta có Plus Bank, có Chainlink, có ABIBA. Thì đây là những dự án Oracle hàng đầu rồi các bạn. Và cái Plus Protocol thì nó có một vài những cái đặc điểm nó bật hơn. Ví dụ như là thì nó có được cái tính năng Oracle Aggregator, còn những cái thằng khác thì nó không có. Và cái token quản trị dự án thì còn được voting nữa các bạn. Ngoài staking ra thì còn được voting nữa. Và đương nhiên là nó sẽ hỗ trợ multi-chain. Thì đó là một vài những cái so sánh những chức năng của Plus với những dự án Oracle hàng đầu. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ đến cái phần chức năng của cái token Plus này. Thì cái đồng Plus token này nó có các tính năng sau. Thứ nhất là nó duy trì cái whitelist của protocol, được phép tạo các yêu cầu dữ liệu mới. Để vào whitelist, một cái protocol phải gửi đề xuất DAO với Plus token được đính kèm với nó. Cái thứ hai là được triển khai các cái module Oracle cho các cái trường hợp sử dụng khác nhau. Các nhà phát triển phải đăng ký DAO để nhận cái sự chấp thuận
cho các loại yêu cầu dữ liệu đảm bảo kinh tế được cung cấp bởi các validator thông thường. Cái thứ ba là Plus Token bảo mật và củng cố mạng, đóng vai trò là cái tài sản thế chấp của các node cho cái yêu cầu và xác thực cái dữ liệu được chọn. Và cái tính năng cuối cùng là Plus DAO cho phép chủ sở hữu Plus Token bỏ phiếu về các cái nâng cấp và thay đổi thiết kế trên các layer 1 mà Plus hỗ trợ. Tiếp theo là cái phần phân chia token của dự án, thì 28,8% dành cho core team và contributor sẽ được khóa trong 6 tháng, sau đó sẽ trả trong vòng 24 tháng kể từ khi cái mạng lưới nó launching. 2,67% cho các advisor được khóa trong 6 tháng, sau đó trả trong vòng 24 tháng. Và 24,96% dành cho founding contributor được khóa trong vòng 6 tháng, sau đó trả trong vòng 18 tháng. Và 8,45% cho strategic contributor khóa trong vòng 4 tháng và sau đó sẽ trả trong vòng 24 tháng. 19,1% cho treasury là cái quỹ do cái DAO quản lý. 15% cho developer mining. 5% cho cái ecosystem fund. 3% cho các cái validator incentive. 3% public distribution. Ở đây là bán public trên Copper Loud 1,5%, và 1,5% còn lại thì dành cho Bootstrap Liquidity. Thì đó chính là toàn bộ cái phần phân chia token của dự án. Thì tiếp theo chúng ta sẽ qua đến cái phần đội ngũ của dự án. Đội ngũ dự án cũng rất là hùng hậu các bạn, rất là đông thành viên, và với đa số thành viên thì đều có background về phát triển Web 2, Web 3, hay từng làm việc cho các dự án đình đám như là Harmony nè, Bismarck nè, vân vân. Và tiếp theo là nhà đầu tư, backer của dự án, thì chúng ta có Near, có Coinbase Venture. Thì một trong những cái nguyên nhân mà mình chia sẻ các bạn cái đồng coin này, và đó chính là có sự góp mặt của hai nhà đầu tư là Near Foundation và Coinbase Venture. Như các bạn có biết thì cái đồng Near Protocol là một cái đồng coin được đầu tư, được backer, được chống lưng bởi Coinbase Venture. Đó. Và Coinbase Venture cũng đầu tư vào cái dự án Plus Token này. Đó, thì mình nghĩ là khi mà dòng tiền đổ vào hệ sinh thái của Near rồi, thì một cái dự án mà có backer là chính cái con chủ đó đầu tư và được cả Coinbase Venture chống lưng, cũng là người đã đầu tư vào cái con chủ đó, thì mình tin là nó cũng sẽ hưởng được kha khá dòng tiền. Để giết quỹ thì sao các bạn? Nó thoát hàng chứ. Ở đâu thế nào mà để cho đồng coin đứng mãi như thế được, đúng không? Nó phải làm giá để mà thoát hàng. Cho nên là một trong những cái lý do quan trọng nhất để mà mình để đến đồng coin này á, đó chính là có sự góp mặt của hai nhà đầu tư là Near Foundation và Coinbase Venture. Chứ thực sự mà nói thì Oracle sau cái sự bùng nổ về DeFi của năm 2020 á, thì thật sự là 2 năm vừa qua thì Oracle dường như là nó không có được thu hút nhiều cái sự chú ý của nhà đầu tư cũng như là cái dòng tiền đổ vào nó nữa. Cho nên là chúng ta thấy cái con mẹ như Chainlink á, nó cũng cứ bật bờ bật vượng ở cái mức đó, nó cũng không có sự đột phá lắm. Đó, thì những con Oracle nhỏ nhỏ dưới mình cũng không nghĩ là nó sẽ có sự đột biến đâu. Nhưng mà cái con Oracle này đã được sự chống lưng của Near và Coinbase Venture, thì mình tin là nó cũng sẽ có sự đột biến, đợi những cái VC này, những cái vị lớn này họ thoát hàng. Mình tin là nó sẽ được hưởng khá khá cái dòng tiền khi mà dòng tiền đổ vào hệ sinh thái của Near. Thì đó chính là một trong những cái nguyên nhân chính để mà mình để đến dòng coin này. Và dự án Root Token thì cũng đã được đạt được một vài những cái thành tựu. Thì trong đó là có cái Total Value Security đã được đạt được gần 800 triệu đô la. Tổng tài sản đảm bảo của Plus Token đã đạt gần 800 triệu đô la rồi. Thì đây cũng là một con số khá là ấn tượng. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ đến cái phần xem qua sơ về giá cũng như là về chart của cái đồng Plus Token này và những cái liệu on-chain của nó. Thì giá của nó hiện tại đang là khoảng 0.36. Bốn mã thị trường chỉ mới có 16 triệu rồi các bạn, chỉ có hơn 16 triệu đô la thôi. Đó. Cho nên là cái cơ hội tăng trưởng của nó còn rất là lớn. Và cái khối lưu dịch trong vòng 24 giờ qua là khoảng gần 1 triệu đô la. Cung lưu thông của nó hiện tại thì chỉ có 45 triệu thôi, trong khi tổng cung nó là tới 1 tỷ lận. Và cái lịch phân bổ token như thế nào thì lúc nãy mình cũng có nói với các bạn xem kỹ qua cái phần đó để mà chúng ta tránh cái thời gian mà nó lạm phát ha. Thì đây là chart của nó, thì trong vòng mấy tháng vừa qua thì cái đồng coin nó cũng tăng nhẹ được một lần, cũng tăng lên được khoảng một đô mấy, xong rồi bit nó sập, cho nên là nó cũng đi theo bit luôn, nó sập về đây là cái vùng đáy của nó là khoảng 0.3 mấy, và hiện tại bây giờ nó vẫn nằm ở giá 0.3 mấy.
Thì đây là một cái vùng giá mình cho là khá đẹp để gom hàng, để tích trữ nó. Thì một trong hai cái nguyên nhân chính để mà mình để đến đồng coin này á, là thứ nhất là có thể là cái dòng tiền nó đang sắp đổ vào hệ sinh thái của Near rồi. Bởi vì trong vài ngày vừa qua thì chúng ta không thấy được là Near có một cái sự tăng trưởng khá là ấn tượng, mà nó kéo theo là những cái tài sản mà trên cái cầu của Near đó các bạn, Rainbow Bridge, nó cũng đã tăng gấp 2 lần chỉ trong vòng 7 ngày vừa qua thôi, đã hơn 1,5 tỷ đô la rồi. Đó là những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể cho thấy được rằng là có thể dòng tiền đang sắp đổ vào hệ sinh thái của Near rồi. Và khi mà dòng tiền đổ vào thì đổ vào cái con mẹ Near trước, sau đó sẽ đến những cái con khác trong hệ sinh thái. Và DeFi là một trong những cái nơi mà dòng tiền được thu hút nhiều nhất, và Oracle chính là xương sống của DeFi, và Oracle trên Near là cái con Lust token này đó. Và cái cap của nó hiện tại chỉ có 16 triệu đô la thôi, cho nên mình nghĩ là cái việc đẩy giá nó không khó một tí nào hết. Và cái điều quan trọng thứ hai là cực kỳ quan trọng luôn, là cái con này được đầu tư bởi chính con mẹ là Near Foundation, và cái quỹ lớn là Coinbase Venture cũng là một cái quỹ mà chống lưng cho cái con Near đó, cho nên là họ phải cần đẩy giá, cần thổi giá để mà thoát hàng đó. Cho nên là mình tin chắc là cái con này cũng sẽ là một trong những cái con mà nó sẽ đột biến về giá cả trong cái thời gian tới đây. Oracle trong suốt khoảng thời gian vừa qua dường như nó bị rơi vào quên lãng rồi, dòng tiền không đổ vào nó nhiều lắm, cho nên là cũng hơi e ngại. Tuy nhiên là với hai lý do trên mình vừa nêu thì mình tin chắc là nó cũng sẽ có một cái sự đột biến về giá, và nó cũng đang ở cái vùng đáy rồi các bạn. Cái vùng này cũng là đáy rồi, và cái đỉnh của nó cũng không có xa lắm đâu, cho nên là mình tin là nó sẽ có một cái sự đột biến về giá khi mà dòng tiền nó đổ vào hệ sinh thái của Near. Và tiếp theo là mình sẽ phân tích về on-chain một tí, ví như cái con cá mập trong những ngày vừa qua thì họ đã làm gì. Thì cung lưu hành hiện tại của dự án thì cũng khá là ít các bạn, chỉ có khoảng 4,5% thôi đó, cũng không có nhiều. Thì mình sẽ phân tích sơ một tí về những cái ví cá mập lớn nhất của cái đồng mà Plus Token này. Thì hiện tại con cá này nó đang giữ khoảng 127.000 cái đồng Plus Token. Nó tích trữ từ cái ngày 4 tháng 12 cho đến là cái ngày 3 tháng 3, 127.000 đồng token, và không bán bất kỳ đồng nào cả. Và con cá này cũng vậy, nó tích lũy vào cái ngày 21 tháng 3 các bạn, là mới vừa đây thôi, là 22 triệu cái đồng Plus này. Được tích lũy ở cái đồng Plus này thì nó không có cập nhật giá các bạn, không cập nhật giá trên đây, cho nên là nó không hiện lên tài sản. Con này cũng là tích lũy và vẫn giữ khá là nhiều, khoảng 7 triệu cái đồng Plus. Con này là tích lũy thường xuyên luôn nè các bạn, tích lũy từ tháng 1, tích lũy cho đến bây giờ luôn. Từ tháng 1 năm 2022 là bắt đầu tích lũy lên khá là nhiều, và tiếp tục tích lũy cho đến tận bây giờ vẫn tiếp tục tích lũy luôn. Đây là con cá nắm giữ khá là nhiều cái đồng Plus token, đến khoảng là 6 triệu các bạn, hơn 6 triệu cái đồng Plus token. Mà con cá này cũng vậy, cũng đang tích lũy khá là nhiều dần theo ngày, và vẫn giữ đến bây giờ cũng khoảng 6 triệu. Con cá này thì nó hơi lướt sóng một tí, nhưng nó vẫn giữ khoảng gần 1 triệu. Còn con cá này thì khoảng 300.000 mua một phát một và giữ luôn tới bây giờ, vào cái ngày 9 tháng 3. Ngày 9 tháng 3 thì chắc là đang cũng là đang đáy đó các bạn. Ngày 9 tháng 3 thì khoảng 0.4, thì giá hiện tại nó khoảng 0.36. Con cá này xả khá là nhiều, nhưng nó vẫn giữ khoảng hơn 200.000 đồng. Còn con cá này thì nó mua một phát luôn vào cái ngày 15 tháng 1 của năm 2022, mua hơn 132.000 đồng vào ngày 15 tháng 1.
Ngày 15 chắc mua ngay đỉnh rồi các bạn ơi. À không, nó mua chỉ ngay khoảng 0.7 thôi. Và mua lên đỉnh không bán luôn, 0.7 lên một chút mấy không bán và giữ tới bây giờ luôn. Chia 2, họ vẫn giữ tới bây giờ và không nhúc nhích bất kỳ một đồng nào cả. Thì đó là sơ lược về on-chain, về những cái ví cá mập cố gián Blue Token này. Hy vọng là qua cái video này thì các bạn sẽ có được thêm cho mình những cái thông tin hữu ích và để chúng ta ra quyết định nó đúng đắn hơn, hợp lý hơn. Và tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ với các bạn thêm một vài những cái con nổi trong hệ sinh thái của Near, và đặc biệt không thể nào thiếu cái mảng AMM Dex nữa. Hy vọng là các bạn sẽ đón xem nó. Và đó chính là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái video này. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì hãy tặng cho mình một like và subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.